già đi á, mình lấy số tiền ra cũng được, và khi mình debt á, con mình được hưởng, tại vì mình không có đủ khả năng. Còn nếu mình không debt mà mình bị accident hay gì đó, mình có thể rút ra để mình trang trải, mình lo cho con mình lo cái phần sau nó cũng better hơn. Nói chung thì cái phần tài chính nó nhiều cái khía cạnh do mỗi người. Ví dụ tháng mình đóng khoảng 200 mấy đi, 250 đại khái. 15 năm sau mình được cái số tiền lên, thì mình không thích mình cancel mình lấy ra hết để mình cho con mình, thì cái đó giống như mình bỏ ống thôi, thay vì mình bỏ nhà băng. Bỏ nhà băng vô rồi bố 15 năm sau 250 cũng đâu có bao nhiêu đâu. Đó, mà cái tiền lời mình phải đóng thuế nữa. Còn cái này mình rút ra hết mình cho con mình. Mình cũng không có mất. Thay giờ bỏ vô 250 mình đâu có mất đâu, thì 15 sau mình cancel ra thì mình vẫn lấy cái số tiền mỗi tháng mình đóng 250 và mình được cái tiền lợi nữa. Cái ngành nail của mình đó, nói chung làm thì không có sợ thất nghiệp, ai làm cũng có tiền hết đó. Người thợ nail thì là ví dụ 4.000, 5.000 tháng thì mình ráng dành dụm mình trích ra để mình vô chương trình này mình lo cho con mình. Biết đâu thí dụ bây giờ mình 7, 6, 50 tuổi mình giũa không nổi sao? Đúng không? Thì mình giũa không nổi nữa, mình có thể cancel cái chương trình mà lấy tiền ra mình để cho con mình. Đó là cái đơn giản nhất. Ai chết rồi thì nói chung thì đâu có cần siết cái số tiền đó. Chưa chết mà mình được quyền lo lắng được cho con cái mình, đó là cái điều mà Việt Nam mình ai cũng muốn hết.